Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC tối ngày 5 tháng 4 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin tối nay, Minh Phi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Chưa có thông tin người Việt bị thương trong vụ khủng bố ở Nga. Bộ Tài chính bác đề xuất taxi nộp thuế giá trị gia tăng như Grab và Uber. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo vụ bán đảo Sơn Trà. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, cho đến nay chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ đánh bom vừa qua tại thành phố St. Petersburg, Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ đánh bom ngày 3 tháng 4 tại St. Petersburg, Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao hiện đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với những công dân Việt Nam gặp khó khăn. Ngày 3 tháng 4, vụ nổ ở ga tàu điện ngầm tại thành phố St. Petersburg đã khiến ít nhất 14 người chết. Thiết bị nổ được cho là tự chế, chứa đầy mảnh kim loại để tăng sát thương. Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga can thiệp quân sự tại Syria chống lại lực lượng này. Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh từng kiến nghị áp thuế taxi như Grab và Uber. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 4, Bộ Tài chính đã bác đề xuất này. Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh từng kiến nghị cho doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống áp dụng cách tính thuế như đối với Grab và Uber, tức là thuế giá trị gia tăng 5% thay vì 10% như hiện nay. Nguyên nhân là do Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh cho rằng taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab và Uber. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng nhận định này là chưa có cơ sở. Đồng thời, Bộ Tài chính khẳng định việc áp thuế đối với các doanh nghiệp hiện nay hoàn toàn phù hợp với pháp luật đã quy định. Mặt khác, Bộ Tài chính đang chỉ đạo rà soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro gian lận về thuế. Cơ quan thuế sẽ thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, dư luận thời gian qua nói nhiều về việc xây dựng trái phép khu du lịch Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà ảnh hưởng môi trường sinh thái nơi đây. Đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng đã lên tiếng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể về vụ việc này. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về quy hoạch phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể vụ xây dựng trái phép khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo nổi tiếng này. Báo cáo phải gửi về trước ngày 15 tháng 4. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì xem xét xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Trước đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã kiến nghị xem xét lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, sao cho bảo tồn được đa dạng sinh học và môi trường sinh thái nơi đây. Hiệp hội lo ngại nếu biến Sơn Trà thành các điểm lưu trú, khu vui chơi giải trí với mật độ lớn thì sẽ thu hẹp diện tích rừng, suy giảm môi trường sống tự nhiên, gia tăng áp lực. Trong chuyên mục mỗi ngày một con số kỳ này thì Minh Vi muốn nhắc đến con số 372. Đây là số cây xăng mà thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở mới từ nay cho đến năm 2030. Theo thông tin từ Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho mở mới thêm 372 cây xăng, tập trung phần lớn tại các quận huyện ngoại thành do khu vực trung tâm đã hết quỹ đất đủ lớn để xây dựng cây xăng. Theo đó, những quận huyện được ưu tiên mở mới nhiều cây xăng là quận 2, quận 12, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi v.v. Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng đã quy hoạch mở thêm 62 cây xăng trên mặt nước ở các quận huyện. Tổng số cây xăng mở mới được xác định là 372 điểm, kéo dài từ nay cho đến năm 2030. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trên thế giới. Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc gặp Trung Mỹ. Tại Anh, ghi nhận thời tiết nóng kỷ lục trong tháng 3.